tiếp suốt ngày trực tiếp. Cứ rảnh mà. Đéo chơi buổi gì nữa mà nó còn to ra. Hả? Dạ cho con chuyện được đá nữa. Chơi lắm, chán là chơi. Tóc đi luôn này. Kính thưa toàn thể anh em, hãy tránh xa con này. Sao đều mày đều à? Cái chân con này to vậy lồng. Bàn chân nó. Bàn chân nó sợ. Diễn tàn được bằng nào. Không ai được bằng hết. Xin chào Duyên Long. Như dạo này mặt trên trán em lại mọc mụn đấy hay sao? Chào chị Ngọc nha. Mụn như tiểu, mụn nóng ấy. Đấy, nên đấy, mặt tao cũng còn đang lên toàn cái tôi đúng rồi. Đang ở đâu đấy chị Ngọc ơi? Xinh rồi. Cảm ơn Duy Long. Hôm qua mày dán cái này dán kiểu gì á? Sao dán nút vậy? Còn hai cái súng này mày dán nút kìa. Mới bắt tay một cái súng. Chị tấn nó chán hay là em nào không mất nào mà phải bịt mặt thế kia chị làm đâu đấy chị mặc áo vàng đẹp thế. Lầu nướng mon. Bán lẩu nướng không khói. Dạ. Ừ. Ở dưới. Khi nào về đây chơi đi. Ừ, hôm nào chị về ở dưới Hà Nội. Ở cái dưới Hà Nội mà không về đây chơi bọn em. Chào anh nhá. Nắm bảo mình bắt mình gọi một anh. Dạ, anh cứ trưởng nhá. Nắng quá, nắng không chị? Đây luôn ạ. Nỡ nổi. Hôm nay mình trực thu không? Ngọc xinh gái, Ngọc đáng yêu. Ai á? Ngọc xấu rồi, Ngọc xấu gái rồi. Hôm nay trực chưa? Ngoại biết là trong mắt mọi người như nào nhưng mà trong mắt em chị vẫn là xinh nhất. Hôm nay đến lịch mình trực chưa quán đây này. Dạ. Yeah. Đây. Còn tuyển người nữa không để em ra làm chị Ngọc ơi? Vẫn rất tuyển rất nhiều nhân viên luôn, có làm không? Có. Giờ này béo lắm. Em béo lắm. Lương em lên cân rồi mà. Lương có 4 triệu một tháng thôi, chịu được không? Sao chịu được không? Ngày xưa làm công nhân chịu được lần. Làm được không thì chúa. Bắt đầu đang tuyển người. Bắt đầu đang tuyển người mà. Thích làm hồ sơ không chị? Không cần hồ sơ đâu. Ra cái làm luôn à? Ừ, ra cái làm luôn. Thế bạn chị nhắn tin Facebook cho em số điện thoại chị nhá. Hàng đang làm công việc ổn định thế sao nàng xuống đây được. Thế nào á? Thế nào mà không xuống được? Công việc của nàng đang ổn định thế nàng chém tôi à? Em đi chơi làm gì đâu mà công việc ổn định. Dạo này già quá rồi, chả thấy gì, chỉ thấy già thôi. Em chị á. Ừ. Chị còn trẻ chán.
Trắng xinh gái. Mấy đứa hôm trước nó đi chơi xong rồi nó tặng, nó bảo là mày thích mua gì phấn nhá, tao mua cho, bảo thôi tốt nhất mày đừng mua phấn cho tao, tao không dùng được phấn. Đến trường mặt chị trắng đẹp làm gì cần phải phấn đâu. Bảo là thế thì mày dùng gì, mày mua son thì mua chứ còn đừng có mua phấn. Không biết. Em cũng chỉ có kem kem dưỡng da với hả cùng son thôi chứ em cũng kinh. Bà ta bảo ngồi ngồi vào uống bia mới sợ chứ. Ngọc ơi là Ngọc, Ngọc say nữa Đây chứ. có hai chi nhánh mà, ở chị đang làm ở chi nhánh 2, còn chi nhánh 1 là bán cả bia mà. Dạ. Hôm nay bị dính lịch mình trực trưa thế mà đã ui lại. Ngon. À 4 triệu, 4 triệu một tháng thôi. Thế cũng được chị ạ. Nói chung là Có không, vất không? nói chung là không phải động đến rượu bia ấy, nó đỡ. Làm công việc này không phải động đến rượu bia. Vâng. Sao công sinh? Vâng. Bảo là không nhìn thấy gì, chỉ nhìn thấy già thôi, dạo này già lắm. Em vẫn thấy chị chẳng già tí nào vẫn thế, vẫn xinh. Chả thấy giả thế nào. Chị bà đã đang bảo là hôm trước đang định bảo cắt ngắn nhưng xong thôi để tóc dài luôn, không để ra ngắn nữa. Kiểu kiểu đấy đẹp mà đừng có cắt. Tóc em nó hỏng hết rồi em mới phải cắt ngắn như này mà. Tóc chị không, vì là tóc chị lại không không nhuộm, chỉ mỗi nhuộm thôi không rũ ép gì ấy, nên là nó không bị hỏng. Ngày xưa bộ tóc tóc chị đẹp mà. Dê thằng Nói chung là bà Ngọc bà cái gì bộ tóc đẹp lắm, về thằng cu nó đổ đổ ấy cho xong rồi phải đi cắt đấy. Chuyện trai đi, phí nhỏ trai gì chả thính gái, trai gì đây, nhân viên đây chạy mất rồi, đi đâu đấy? đi À tao biết rồi, đâu kêu kêu gì để kêu, biết rồi, thằng trường hôm qua nó không 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 ở theo, nó đi về gì, bây giờ là hai đứa lại đi rủ nhau đi về phòng cái gì, không xóa lại về xóa cái gì. đi sạc á không nhở. Em đi có việc đây chị ơi, Bye nói chuyện chị sau nhá. bye.